Im coi, đừng nên bực bội. Rồi im coi, đang lấy xe tay nàng hả? Bắn đi. Anh có thể làm giả tất cả mọi thứ trừ một thứ, đó là cảm xúc. Cô Cưng ơi, anh chờ em đi ăn kem nè. Mà nếu học trường quốc tế sao gặp được em? Anh cũng tốt với em mà, để em thích anh phải không? Trên thành phố không có ngạn chắc Hà Lan buồn lắm. Không biết có dễ làm quen bạn mới không nữa. Anh chừng nói là chừng nào tốt nghiệp anh sẽ cưới Hà Lan. Mà là do em không chịu thay đổi. Còn anh lao ra đường kiếm ăn hàng ngày, em còn muốn cái gì nữa? Tôi muốn chết. Hóc môn trong người tôi nó thay đổi, tôi dễ tủi thân lắm. Anh cũng khá là hối hận khi chọn cuộc sống này vì em. Đi theo tôi làm cái gì nữa? Ok, tôi về. Ơi, đừng nên bực bội. Bực bội thì sao? Không sợ hả? Ấp sợ. Ok, anh sai. Cô Cưng ơi. Cậu ba. Ừ? Cậu ba thấy em vậy là có đẹp chưa? Em đẹp lắm, nhưng mà chưa bằng anh. Đó, ai ghẹo gì bạn? Ai ghẹo gì bạn? Tôi tới rồi nè. Anh gì? Bonsoir. Asseyez-vous. Comment allez-vous? Ủa, nó nói gì? Dạ, con gà của cậu. Con gà sao?
Dạ, nó không có sao hết. Dạ, nó chỉ bị lỗi giò thôi. À, mà hồi nãy á, cậu ba dắp á, có bị đau không? Không. Thiệt không đó? Cậu ba tính làm anh hùng phải không? Mày giỡn mặt hả? Dạ. Muốn bị đòn không? Dạ không. Ghẹo qua ghẹo lại, không có ghẹo gì nhau chân nha. Đừng có đụng chạm nhau chân nha, không có thích nha. Không có thích nha, không có thích vậy đâu nha. À, dạ. Con biết rồi. Ý là con sẽ lo cho cậu ba từng miếng ăn nè, giấc ngủ nè, từng manh quần, tắm áo. Cũng giống như là vợ lo cho chồng vậy, phải không cậu ba? Vậy kỳ lắm. Tao biểu ăn thì cứ ăn đi. Dạ. Tan nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa này chẳng thể giữ nữa, đành phải nhớ người khác anh vẫn. Khốn kiếp, đã thế tôi phải tìm hiểu việc này cho nó dài nhẽ, cả nhà nó phải xin lỗi con gái tôi. Còn con cứ ở đây với bố mẹ, chừng nào mà nhà họ chưa xin lỗi, không vậy lành làm gáo, vỡ làm bột, lôi thôi ly dị. Kìa ông phải bình tĩnh để xem thế nào đã chứ. Lúc nóng giận, làm sao mà để ý lời ăn tiếng nói được. Bà nữa, lúc nào cũng dĩ hòa vi quý, mình nhẫn nhịn mãi, người ta được đà lấn tới, lúc nào họ cũng coi họ là cửa trên, sai cũng không chịu nhận. Tôi xin ông đấy, cứ sồn lên. Con gái tôi đẻ ra, trang bị cho nó đến tận răng, từ bé đến giờ, có dám động tay động chân đến nó đâu. Thế mà về nhà họ, họ coi như rơm như rác, không thể chịu nổi. Bên nhà chồng con gọi ạ. Con nghe đi, có bố ở đây rồi, không sợ. Lên gác nghe đi con, bố mày đang nóng. Con vừa nói cái gì? Bố con á? Anh Đạt, anh quá đáng vừa thôi. Anh tôi chưa đủ, bây giờ anh còn con nữa. Thì bố. Anh Đạt, tôi biết anh đang có ở đó. Tôi nói cho anh biết, giờ này anh xuất hiện trước mặt tôi thì anh như đoạn. Anh dám con gái tôi à? Anh dám nó à? Con gái tôi đúng là còn có một số khiếm khuyết. Tính nó bốc đồng, bộp chộp, làm cái gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Thế nhưng nó là một đứa tốt bụng, tử tế, hết lòng tận tụy vì nhà chồng. Còn vất vả nó cũng không dám kêu ca. Vậy mà vừa mới xảy ra một cái chuyện rất nhỏ, cả anh và gia đình nhà anh quay lại chỉ trích nó. Đến mức nó tủi thân phải bỏ về nhà mẹ đẻ, anh lại còn đụng chân đụng tay với nó nữa. Anh có còn là người nữa không? Hai thằng nghĩ như anh cảnh cao quá. Con tôi nó không với tới được. Tôi nói cho anh biết, con tôi nó chưa tiêu một xu nào của nhà anh cả đâu. Anh tưởng mình là người có học à? Nhìn lên thì chưa bằng ai đâu. Tôi nể trọng là vì tình cảm, vì con gái chúng tôi. Anh lại nghĩ rằng anh muốn gì được nấy à? Không có đâu. Tôi nói luôn, nếu anh và gia đình nhà anh không có lời chính thức xin lỗi con bé, không bao giờ tôi để cho nó quay trở lại nhà anh nữa. Chấm hết. Ông để chúng nó bỏ nhau ông mới chịu à? Bỏ thì bỏ, sợ gì mà không bỏ. Nhà này sẵn sàng nuôi con son cho đến hết đời, không cần phải làm cái gì cả.